Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định giao Ủy ban Nhân dân quận 6 thanh lý, tháo dỡ công trình chợ tạm Bình Tây, chiếm dụng hơn 5.000 m2 trên lòng lề đường Tháp 10 và Nguyễn Hữu Thận, trả lại hiện trạng ban đầu trên các tuyến đường trên để phục vụ giao thông đi lại. Chợ tạm Bình Tây được xây dựng từ cuối năm 2016 giữa lòng đường các tuyến đường Hậu Giang, Tháp 10 và Nguyễn Hữu Thận, quận 6, để bố trí cho khoảng 1.000 tiểu thương buôn bán trong thời gian chờ sửa chữa, nâng cấp chợ Bình Tây. Đến nay, chợ Bình Tây đã hoạt động trở lại được gần 3 tháng, nhưng quận 6 vẫn chưa tháo dỡ dãy nhà chợ tạm, khiến giao thông khu vực xung quanh chợ Bình Tây thường xuyên ùn tắc vì chợ tạm nằm án ngữ giữa đường và một số loại xe bị cấm đi vào các tuyến đường khu vực này.